Em thấy có nhiều người sau khi ra trường luật vì vấn đề cơm áo gạo tiền nên người ta chọn những cái ngành khác, ví dụ sale bất động sản, ví dụ hành chính nhân sự vân vân, thì họ muốn quay trở lại ngành sau những đợt lấy năm, thì liệu có khả thi hay không quay trở lại làm cấp trên? Cái đấy hoàn toàn khả thi nhé. Bản thân mình thấy rất là nhiều người, nhiều anh chị các em hay ra trường 2 năm, 3 năm, có những người năm 30 tuổi mới quay lại nghề luật, họ thành công. Thế nên là mình nghĩ là việc quay lại nghề luật hay quay lại làm pháp chế không bao giờ là muộn cả. Tuy nhiên làm nghề gì mình cũng phải chuẩn bị các cái kỹ năng kiến thức cần thiết cho cái công việc đấy. Nếu như mình không có sẵn thì tìm hiểu xem cần cái kỹ năng gì. Nếu mà tìm hiểu rằng là kiến thức kỹ năng gì cần thì nếu mà chỗ nào có học mà người ta dạy thì thử đi học một khóa lại để gọi là renew lại các kiến thức mình, làm mới lại chính bản thân mình và xem cập nhật xem là bây giờ cái nghề nghiệp đấy nó như thế nào, nó khác biệt gì so với thời điểm mình tốt nghiệp, thì nó sẽ là cái bước đệm đầu tiên để mình quay trở lại với nghề luật. Thông thường nếu mà tìm được một mentor chất lượng để quay trở lại ngành thì chúng ta mất bao lâu để bắt nhịp lại với cái công việc? Cần một mentor, mình nghĩ là các bạn cần 3 tháng để bạn hấp thụ cái lượng tư duy và kiến thức của mentor tốt. Cần 3 tháng để thay đổi bản thân mình. Đấy là tối thiểu nhá, chắc mình nghĩ phải 6 tháng.